Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay chúng ta khởi đi một mùa phụng vụ mới, mùa vọng, khởi động một năm mới. Và đôi bạn trẻ anh Đa Minh, Ngô Trọng Tuấn và chị Teresa Nguyễn Ngọc Thùy Linh chọn là ngày lễ thành hôn của mình. Như vậy ngày lễ phụng vụ hôm nay khởi động bước đi một năm mới, đôi bạn trẻ chính thức tay trong tay bước đi trong cuộc đời. Và nếu như mùa vọng là mùa của ân sủng, thì đời sống hôn nhân gia đình bạn trẻ Công Giáo hôm nay cũng được Chúa chúc muôn phúc lành. Hội Thánh hân hoan đón nhận anh chị trong niềm vui, và chắc chắn Chúa nghe những lời khẩn cầu của anh chị trong ngày tốt đẹp hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ trần gian. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết trên cây thập giá để thứ tha tội lụy chúng con. Xin đủ lòng thương xót. Xin đủ lòng thương xót. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại mở đường đời nhân loại về thiên quốc. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện để đón chào con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó chúng con sẽ được người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng phúc nước trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Jeremia. Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ thực hiện điều tốt lành ta đã phán về nhà Israel và về Juda. Trong những ngày ấy, vào thời đó, ta sẽ mọc lên một mầm non, một đấng công chính để nối nghiệp David. Người sẽ trị nước theo lẽ công bình đúc chính trực. Trong những ngày ấy, Juda sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Đó là lời Chúa. Tìm theo lối Ngài. Lạy Chúa,
nhất mực trung tín cho những ai theo giao ước của Ngài. Một lòng Ngài yêu thương những người vâng nghe và luôn che chở ai hằng theo ý Ngài. Lạy Chúa, con nâng hồn lên, con nâng hồn lên tới Ngài. Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca. Thưa anh em, xin Chúa cho tình yêu của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà, thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách. Trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của Người. Vả lại, thưa anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế. Vậy nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giêsu mà ra những chỉ thị nào cho anh em. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, và đặc biệt Ngạc Trọng Tuấn và Thùy Linh rất thân mến, tôi đọc trên tờ khai hôn phối của đôi bạn trẻ hôm nay thì chú rể ở giáo xứ Phương Lâm Xuân Lộc. Đây là một giáo xứ rất là sầm uất
và tới mùa cưới không phải là một đôi, có thể là mười mấy hai chục đôi cử hành hôn phối một lúc trong nhà thờ. Và như vậy xuất xứ của chú rể ở một giáo xứ Phương Lâm rất là sầm uất, còn cô dâu Thùy Linh ở giáo xứ Hà Đông, mình nghe tới Hà Đông là thấy rồi đó, ngon lành. Đây cũng là một giáo xứ ở vùng xóm mới này tương đối cũng khá đông, nhân danh lên đến 6.000 người. Và đôi bạn trẻ hôm nay, người Phương Lâm, người ở Hà Đông, thế nhưng lại cảm thấy rằng quyến luyến nhau, quyết tuyển chọn nhau và được sự đồng ý của đôi bên gia đình, nhất là cha mẹ đôi bạn trẻ hôm nay hạnh phúc sung sướng, tay trong tay dắt nhau đến nhà thờ. Có cha mẹ đôi bên, các bậc cha bác cùng đến đây để chung tâm tình, chung lời cầu nguyện cho đôi bạn trẻ được trọn tình vẹn nghĩa với nhau trong suốt cuộc đời. Có lẽ trước đến nay chúng ta hay thấy rằng trong ngày lễ cưới thì cô dâu đọc một bài, chú rể đọc một bài. Thế nhưng xem ra cái hướng phụng vụ mới, người ta muốn rằng cô dâu chú rể cần được tĩnh lặng hơn, be still, nghĩa là ở trong một tư thế để chăm chú, để lắng nghe, và nhất là lời của Chúa được ghi đậm nét trong cuộc đời của mình, nhất là trong ngày lễ thành hôn. Và như vậy hôm nay chúng ta thấy cô dâu chú rể không có đi đi lại lại như là đi trên catwalk, thế mà lại ngồi yên để lắng nghe lời Chúa. Và có lẽ lắng nghe là điều rất quan trọng trong đời sống hôn nhân gia đình. Vợ chồng yêu thương nhau, chồng chồng, vợ vợ, con một nhà cần phải biết lắng nghe. Ngày nào mà anh không nghe em không nghe anh thì là xảy ra nhiều điều không tốt. Và vì thế cho nên lắng nghe, mình phải tập lắng nghe. Và Chúa dựng nên cho mình có hai cái lỗ tai để mình nghe, nghe cho nó đã, nghe cho nó đúng, nghe cho nó đầy đủ. Và chỉ có một cái miệng thôi, cho nên lắng nghe rất quan trọng trong đời sống. Tôi đang nghe âm vang của mùa Noel đang về. Tôi đang nghe những khúc nhạc tưng bừng rộn rã của tiếng chuông sinh nhật của Noel. Và tôi đang nghe lời thì thầm yêu thương của đôi bạn trẻ hôm nay tay trong tay đến nhà thờ để cử hành thánh lễ hôn phối. Và chút nữa đây đôi bạn trẻ sẽ nắm tay nhau nói lên lời thề yêu thương, khi thịnh vượng, lúc gian nan, lúc yếu đau, khi mạnh khỏe, để mãi mãi thuộc về nhau, sống với nhau trọn đời. Quả thật như vậy, không gì cao đẹp bằng tình yêu. Tình yêu mà chúng ta được mở ra trong năm phụng vụ mới này với lòng Chúa xót thương. Một Thiên Chúa yêu thương không chịu nổi, Ngài phải yêu thương và yêu đến cùng. Cho dẫu con người tội lỗi, thế nhưng Thiên Chúa đã từ trời để xuống thế, sinh xuống làm người, mang vào mình thân phận con người mỏng giòn yếu đuối như mỗi người chúng ta. Và chính trong cái yếu đuối ấy, Chúa Giêsu sẽ cứu nhân độ thế. Vì vậy cho nên chúng ta sống trong một năm mới phụng vụ này, năm của đại từ bi lòng Chúa thương xót. Và một tình yêu luôn luôn mời gọi chúng ta tha thứ cho nhau. Chỉ khi nào người vợ, người chồng sống khoan dung, tha thứ cho nhau thì mới có thể xây dựng được lâu đài hạnh phúc. Và chỉ có yêu thương, có tha thứ, có khoan dung mới biết đón nhận nhau. Và con người, nhân vô thập toàn, mỗi người chúng ta đều thấy rằng mình cũng yếu đuối cùng mình như ai, đầy mình như ai, cho nên cần cái sự khoan dung, yêu thương. Và đời sống vợ chồng lại càng cần
cái sự yêu thương dắt dìu nhau bước đi trong cuộc đời này với biết bao nhiêu những sóng gió, với bao nhiêu là những thử thách. Thế nhưng bên anh bên em, tình vợ tình chồng tạo nên một sức mạnh để rồi thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Và như thế chúng ta thấy sức mạnh của tình yêu, của hạnh phúc. Thế nhưng chúng ta lại nhìn ra ngoài xã hội, chúng thấy nhiều đổ vỡ rạn nứt quá. Và ngày hôm nay xem ra người ta đi ra ngoài nhiều, cho nên cái hạnh phúc gia đình đó nó cũng bị đe dọa. Và tôi kiểm chứng rằng gia đình nào hạnh phúc, đó là gia đình mà cái mâm cơm có vợ có chồng cùng ngồi ăn uống với nhau. Đó là một trong những tiêu chí để cho thấy rằng cái gia đình mình còn hạnh phúc hay không. Còn nếu như ông chồng mà đi la cà ở các quán xá mà không về ăn cơm với gia đình, tôi thấy rằng đó cũng là những dấu hiệu của những gia đình đang có vấn đề. Và như vậy, cái hình ảnh đẹp nhất của một gia đình đó phải là chồng chồng, vợ vợ, con con, một nhà xúm xít bên nhau, lo lắng cho nhau, chia sẻ với nhau toàn bộ vận mệnh cuộc đời. Trong thánh lễ hôn phối hôm nay, chúng ta thấy cô dâu, chú rể, có cha mẹ, đôi bên có các bậc cha bác, thân hữu bạn bè đến nơi đây để chung tâm tình, chung lời cầu nguyện cho đôi bạn trẻ hôm nay được thủy chung với nhau suốt cuộc đời của mình. Và mỗi người chúng ta đều có kỳ vọng rằng Trọng Tuấn và Thùy Linh sẽ xây dựng một tổ ấm yêu thương thuận hòa như Chúa, Giáo hội và mọi người chúng ta mong ước. Và giờ đây chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha.
Kính mời cộng đoàn an tọa. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố và một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Chúa Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm của đời hôn nhân, như chính Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định kết hôn. Đàm Minh, Ngô Trọng Tuấn và Teresa Ngọc Thủy Linh, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Dạ, thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Dạ thưa hoàn toàn. Dạ thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Dạ sẵn sàng. Dạ thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa Cha ban và giáo dục con cái theo luật Chúa Kitô và hội thánh không? Dạ thưa có. Dạ thưa có. Vậy bởi vì anh chị quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh là Đa Minh Ngô Trọng Tuấn. Nhận em Teresa Nguyễn Ngọc Thùy Linh làm vợ, hứa giữ lòng trung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và trân trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em là Teresa Nguyễn Ngọc Thùy Linh, nhận anh Đa Minh Ngô Trọng Tuấn làm chồng và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh. Và xin Chúa tuân đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc mừng Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Amen. Em Teresa Nguyễn Ngọc Thùy Linh xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh nhân thân Cha và Con và Thánh Thần. Anh Đa Minh Ngô Trọng Tuấn xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em nhân thân Cha và Con và Thánh Thần. Anh chị đã nói với nhau lời thề yêu thương.
Lời thề hôm nay là khởi điểm và dài lâu suốt cuộc đời của mình. Anh chị cũng đã trao cho nhau chiếc nhẫn kỷ vật tình yêu, và như vậy trước mặt Chúa, Hội Thánh và mọi người, Trọng Tuấn là của Thùy Linh, Thùy Linh là của Trọng Tuấn. Mọi người vui mừng cuộc thành hôn của anh chị. Anh chị dắt nhau đến cha mẹ đôi bên để lạy tạ các ngài và đứng trước nơi đây để chào cộng đoàn. Chúng ta vỗ tay mừng cho cô dâu chú rể. Anh chị em hãy cầu nguyện hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người. Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc. Chính Chúa đã thương ban, cúi xin cho vui lòng chấp nhận và làm cho thành lễ tạ ơn. Giờ đây chúng con dâng tiến trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa.
và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con, để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa vua các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Thật là đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và đến xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Trọng Tuấn và chị Teresa Thùy Linh mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao thánh, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa tham dũng, nhân cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phước lành của Chúa xuống trên đôi vợ chồng này. Chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho các tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuân đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Teresa Thủy Linh và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Tuấn. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Niềm vui bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy đây chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đến viên phòng nhà của con, nhưng xin Chúa phán một lời vì linh hồn con được dành cho.
những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ làm con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm hồn con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu trong sáng ngày Chúa đến, ôi hoang lạc biết hàng đôi kéo con, bao nhiêu phiền làm con ngã nghiêng, xin thương ban lại sự sống thiêng liêng, xin cho con trên cơn trông cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày, dẫu bao đổi trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt qua bao nhiêu nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời chúng ta dâng lời cầu nguyện. Để Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của bí tích đã lãnh nhận được gia tăng nơi các tôi tớ Chúa đây, và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng tiến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Chúa Giêsu đã đói thương hiện diện tại tiệc cưới Cana, rộng ban cho anh chị và thân quyến phúc lành của Người. Amen. Chúa đã yêu thương hội thánh đến cùng, không ngừng tuôn đổ vào lòng anh chị tình yêu của Người. Xin Chúa ban cho anh chị khi minh chứng niềm tin và sự phục sinh của Đức Kitô, biết vui mừng trông đợi niềm hy vọng hồng phúc. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.